Ngày 9 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã có báo cáo tiến độ về kết quả điều tra vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ tại khoảnh 6, tiểu khu 316, giáp ranh huyện Vân Canh và xã huyện Tây Sơn, Bình Định. Theo ông Hải, vụ việc đã trải qua 4 tháng điều tra và gia hạn điều tra, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng trực tiếp khai thác gỗ rừng trái phép. Hiện Hạt Kiểm Lâm huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản và chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ông Hải lý giải thêm, do vụ việc có tính chất phức tạp bởi địa bàn ở vùng giáp ranh nên rất khó để truy tìm đối tượng phá rừng. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục có phản ánh về hàng loạt cây rừng giữ chức năng phòng hộ bị xẻ thịt tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã lập đoàn kiểm tra phát hiện 15 cây rừng chức năng phòng hộ bị tàn phá với khối lượng 11,4 mét khối gỗ, gồm các chủng loại chò chỉ, ké, trăm, bời lời, trường vải, gọi tẻ, thị rừng, xương cá, ươi, sổ thuộc nhóm 3, nhóm 7. Ngày 9 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm vừa về đến Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn, kịp thời bổ sung nguồn thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng nặng tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới trên địa bàn thành phố. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận 1.000 lọ gemcitabine phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Từ cuối năm 2020, nguồn cung ứng thuốc phenobarbital trong nước bị hạn chế và gián đoạn một thời gian dài. Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế thống nhất chọn lựa các thuốc an thần khác tạm thay thế hiện có trên thị trường. Trước đó, ngày 31 tháng 7, sau thời gian dài làm thủ tục, vì thuốc phenobarbital là thuốc hướng thần thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, cần có giấy phép xuất khẩu từ phía cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm đã về đến Việt Nam và được Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CBC1 cung ứng ngay cho các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng đang trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh. Thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 15.753 ca mắc tay chân miệng. Mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới và có nhiều ca nặng nguy kịch từ các địa phương khác chuyển đến. Trong đó, hầu hết các ca nhập viện điều trị là trẻ em dưới 6 tuổi. Sáng ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng là chủ tiệm vàng có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam. Mười Tường cùng các bị cáo tham gia vận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về lại Việt Nam để lấy tiền công vận chuyển. Cứ 100.000 đô la Mỹ nhận công 70 đô la Mỹ, mỗi ký vàng là 15 đô la Mỹ. Trong quá trình vận chuyển gần 51 ký vàng từ Campuchia về Việt Nam, các đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh An Giang bắt quả tang. Sáng ngày 9 tháng 8, một thanh niên đi xe máy tới tiệm vàng trên đường DT-743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương. Tại đây, người này hỏi mua lắc vàng. Khi chị H, 34 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, đưa cho thanh niên xem hai chiếc lắc trị giá khoảng 49 triệu đồng, thanh niên này xin đeo thử vào tay rồi giật bỏ chạy. Nghe chủ tiệm hô hoán, người đi đường đã đuổi theo tông vào xe làm đối tượng ngã xuống đường rồi khống chế bắt giữ. Tại công an phường Tân Đông Hiệp, đối tượng khai tên Nguyễn Đức Mừng, 23 tuổi, quê thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 8 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tô Thanh Tú, sinh năm 1997, ngụ tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, và Phùng Nhật Duy, sinh năm 1993, ngụ tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 5 năm 2022, tại sân chung cư Kingdom 101, số 334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Tú và Duy nhận một thùng hàng có chứa ma túy.
khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tô Thanh Tú tại căn hộ A14.12, chung cư Kingdom 101. Lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 3kg ma túy các loại. Tại thời điểm kiểm tra, Duy tự nguyện giao 1,5g ma túy đang giấu trong người. Cáo trạng xác định Tú và Duy đã mua bán tổng cộng hơn 14kg ma túy các loại. Hành vi của hai bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mua bán ma túy số lượng lớn và không còn khả năng cải tạo. Lực lượng chức năng công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá tạm giữ hình sự 31 trên 37 đối tượng trong ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Trong vụ án này, đối tượng cầm đầu là Trần Văn Mạnh, 21 tuổi, ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng giúp sức tích cực gồm Trần Văn Sĩ, 21 tuổi, Trần Long Vũ, 21 tuổi, Trần Văn Đạt, 25 tuổi và Nguyễn Bá Tuấn, 19 tuổi, đều ở An Tiến, Mỹ Đức. Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua nhiều tài khoản Facebook ảo, rồi dùng các ứng dụng để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác. Sau đó, tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Để tạo niềm tin, các đối tượng đã đóng nhiều vai như nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó yêu cầu người cần vay phải chuyển các khoản phí như giải ngân, bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý, các đối tượng trong vụ án này ở độ tuổi rất trẻ, dưới 25 tuổi. Có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mưa lớn trong nhiều ngày đã dẫn tới sự cố vỡ cống tràn hồ thải nhà máy tuyển quặng đồng Tả Phời, Lào Cai, gây ngập cục bộ và cuốn trôi nhiều nhà cửa tài sản của gần 30 hộ dân vùng hạ du. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết, khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, công ty cổ phần đồng Tả Phời đã cử người kiểm tra, báo cáo với chính quyền địa phương, đồng thời cùng với chính quyền địa phương di dời người dân ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, bố trí chỗ ở, sinh hoạt, nước uống, lương thực cho toàn bộ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố. Đến thời điểm này, cơ bản đã khắc phục dòng chảy ra ngoài môi trường.